Tổng kho đầu tiên xin chào các bác đam mê với én trên toàn quốc nha. Hôm nay nhận làm cho bác khách một cái tay lưới, đó là lưới úp én. Đây là lưới này của nó, chiều cao của nó là 600 mắt các bác nhá. Mắt của nó này, nếu mà đo chuẩn ra của nó là 2/2, có nghĩa là mắt này của nó sẽ là vuông 1/1. Đấy, nếu mà đo chuẩn ra. Còn các bác gọi là mắt lưới 1 cũng là nó, mà 1/1 cũng là nó, nhưng chuẩn ra của nó là 1/1 chứ không phải là 1 phân đâu các bác nhá. Hàng lưới này thì của nó là cước, là cước toàn bộ là cước 16 các bác nhá. Hàng này cước 16 nên là các bác an tâm úp én thì cực kỳ chất luôn. Đây, đầu biên của nó đây các bác này. Biên của nó chỉ có 1 sợi thôi nhá các bác nhá, chứ không phải là biên 2 sợi đâu. Đấy các bác nhìn rõ không? Và lưới này chiều cao của nó là 600 mắt. Đấy, 600 mắt thì khi các nhân với 2 thì nó ra 6 2 12, 12 mét chiều cao. Và đối với cái chiều cao của lưới này nhá các bác nhá. Lưới này nó co thịt này, co thực thịt cực kỳ chất luôn. Đấy, khi kéo căng ra nó lại khác này. Và khi thả ra thì thịt nó co lại, nó dính lại như này. Đấy thì cực kỳ là không bị lộ mà không bị sệ lưới luôn. Đấy, hàng lưới này thì các bác cho các bác chuyên dụng để úp én này. Sợi của nó sợi 16 các bác nhá, sợi cực kỳ đẹp luôn. Đây em banh tay cho các bác xem này. Đấy, hàng cực đẹp luôn. Và đây là em đang nhận gia công theo yêu cầu các bác nhá. Đây là đang vào giường của tay này đây này các bác này. Còn vừa mới nhặt xong, còn chưa kịp ra lưới để vào giường này. Đây nha, em nói luôn này. Khi nhặt lưới nhá, nhà em sẽ nhặt bỏ mắt nha nha, không như hôm nọ làm cho một bác là bác yêu cầu nhặt từng mắt một. Ra cái lưới úp én này không cần nhặt từng mắt một đâu. Nhà em cứ nhặt một mắt này, bỏ khoảng 2-3 mắt này. Cứ nhặt một mắt bỏ 2-3 mắt này. Để làm sao ạ? Để khi bọn em kéo cái giường này này, nó mới chạy được. Chứ nhặt một mắt một thì làm sao mà kéo chạy được các bác. Kéo nhá, khi kéo để mình vào lưới cho các bác theo kích thước của các bác nhá. Kéo nó không thể chạy được. Và nó thực ra nó cũng không có tác dụng gì cả các bạn. Khi mình úp con én xuống thì thực ra cái giường này nó đã chạm hết xuống nước rồi. Đâm ra là các bác đừng phàn nàn về cái nhặt một mắt bỏ một mắt này nhá. Và nhà em nhận làm theo yêu cầu này. Cắt lưới, cắt phôi, bán phôi theo yêu cầu nhá. Phôi nhà em thì số lượng cực kỳ nhiều luôn. Lưới thì bao đẹp, bao chất luôn. Dòng lưới này nó là dòng lưới xịn các bác nhá. Đây, sợi cước 16, hàng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, bác nào cần cái sản phẩm lưới úp én này thì cứ liên hệ em nhá. Số điện thoại em sẽ để bên dưới video cho bác chủ động liên hệ. Bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhé. Xin cảm ơn các bác, xin chào tất cả các bạn. Hẹn các bác video sau.